Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Sáng nay thì trời mưa bay bay cô chú anh chị, cho nên là hai mẹ con đang đi xe bus nè cô chú anh chị. Em Chi rất là thích ngồi ở trên cái tầng trên của xe bus để ngắm cảnh đó mọi người. Còn Kim thì Kim leo lên đây, Kim rất là chóng mặt luôn cô chú anh chị, tại vì mình hay bị say xe đó ha. Cho nên là ngồi như vậy cảm thấy chóng mặt vô cùng luôn. Chi đi học rồi cô chú ơi. Sáng nay đi xe bus mọi người, bây giờ là đi bộ từ chỗ bến xe bus tới trường á cô chú anh chị. Đi sát vô Chi xe không á con ơi. Cái gì nữa? Đưa Chi đi học xong Kim đi bộ về nhà thì khoảng một tiếng đồng hồ sau là ở trường gọi điện hả cô chú anh chị, nói là em Chi gặp tai nạn ở trường, nói phụ huynh là phải lên trường liền, càng sớm càng tốt hả cô chú anh chị. Thì Kim chạy lên thì thấy em Chi là cái tay đang kẹt ở trong cái lọ này hả cô chú anh chị. Đây là một cái lọ bằng nhựa nhưng mà rất là dày luôn cô chú anh chị, không có thể nào mà dùng cái kéo thường để cắt ra được. Với lại ở trường thầy cô không có dám cắt, sợ mà cái sợ sẽ làm đau em, hay là những cái miếng nhựa đó nó sẽ văng vô chúng tay em, cho nên là người ta không có làm hả cô chú anh chị. Và một cái cô giáo chủ nhiệm của Chi á, chở hai mẹ con Kim đến cái trạm cứu hỏa thì nhờ những cái bác cứu hỏa này cắt ra giùm cho em Chi hả cô chú anh chị. Nhưng mà cắt ra dùng cái kìm dày đó cắt cũng rất là khó luôn cô chú anh chị, phải 10 phút mới lấy ra được đó mọi người. Em Chi cũng rất là dũng cảm nè cô chú, không có khóc luôn hả cô chú anh chị. Thì sau khi mà Chi lấy được cái tay ra khỏi cái lọ đó thì câu đầu tiên Chi nói là mẹ ơi con muốn đi học nữa. Cho nên là cô giáo chở đến trường hả cô chú anh chị. Chở Chi đến trường thì Kim mới đi về nhà mọi người. Hôm nay Kim sẽ vệ sinh phòng tắm đó cô chú anh chị, phòng tắm và bồn tắm luôn. Thật ra cái nhà này là cái nhà lúc mà mình mua lại là của người ta cũng đã ở mấy chục năm rồi mọi người. Cho nên là nó những cái tường gạch này nè, nó cũng đã cũ á. Mặc dù là Kim cũng cố gắng là chà rửa suốt luôn nhưng mà là mình không có kỳ cho nó sạch được cô chú anh chị, nó không có thể nào trắng tinh như là mới được. Không biết là cô chú anh chị có bí quyết gì mà để chà những cái trong những cái kẽ đó cho nó sạch không? Mọi người cho Kim xin bí quyết với nha. Trung bình là cứ khoảng một tuần hoặc là ít hơn một tuần là Kim chà rửa đó. Cũng giữ vệ sinh như lắm nhưng mà vẫn không có chà được cho nó trắng tinh hả mọi người.
Và cái tay hôm nay có sao không? Hồi nãy hồi sáng lấy cái hũ đó ra rồi cuối cùng là có bị đau nữa không? Cái tay của con á, có đau không? Không đau nhưng mà cuối cùng cái chân bị đau nè, đưa lại con mời cô chú coi. Mấy chân, mấy đồ gói, một đồ gói. Đó mà cô chú thấy không? Chạy giỡn, chạy dí bạn dí xong rồi chạy rồi té nè, bầm đồ gói nè. Cái này hôm qua, cái này bữa nay nè. Giống bữa nay nè, hôm qua nè mà cô chú. Quá trời con gái, con đứa gì mà y như con trai vậy đó. Nó quậy thấy ghê luôn, nó liếng lắc liếng khỉ gì đâu luôn á cô chú, ông bà cô chú ơi. Đợi mẹ không có đi ra đường nha. Nha chị. Chi đi học về là nó coi tivi liền không bà cô chú ơi. Nhưng mà Kim sẽ cho nó Chi coi một chút thôi cô chú anh chị. Như một thói quen. Kim không thích mà Chi nó xem tivi điện thoại nhiều đâu cô chú anh chị. Nè Chi nhìn thấy nè Chi nè, đồng hồ cát đó nha con biết rồi ok. Chi giỏi lắm mà cô chú ơi, Kim để đồng hồ cát đó mà thấy chạy hết là Chi sẽ tự tắt tivi đó cô chú anh chị. Đây nè mà cô chú, hôm nay Chi đi học Chi bị té trúng cái đầu gối ha cô chú anh chị. Thì đi về ở trường cũng có đưa một cái miếng giấy nè, cái miếng giấy bị tai nạn là bị té nè, bị hai cái đầu gối luôn ha cô chú anh chị. Cũng có giáo viên ký vô ha cô chú anh chị và nói là có để cái miếng giống như là cái miếng lạnh lên cái đầu gối đó cô chú anh chị. Và đây là cái tuần đầu tiên ở trường học nè. Đây là những cái điều quan trọng mà ở trường gửi về cho phụ huynh ha cô chú anh chị. Đây một lá thư đây nè, là nhắc nhở mình trong cái tuần này là sẽ cần những cái gì đó cô chú anh chị. Cần mang theo đôi bút nè và cần đóng tiền nữa mọi người. Và một tuần là sẽ học thể dục là 2 ngày, thứ tư và thứ sáu. Đây ha cô chú anh chị. Nói là cái chuyện mà ở trường cho học sinh đem về đó cô chú anh chị thì cứ mỗi đầu tuần thứ hai là sẽ được đổi truyện mới ha. Và trẻ em thì phải được đọc truyện ít nhất là 5 đêm trong một tuần ha cô chú anh chị. Và vào cái tuần tiếp theo nè, tuần tiếp theo thì trẻ em sẽ được học sinh sẽ được làm buổi trưa, cùng học làm buổi trưa. Đây là những cái món mà trong tuần sẽ dạy nè cô chú anh chị. Giống như thứ hai thì làm bánh mì với giống như là bánh mì nướng với bơ với mứt hay gì đó. Còn ngày thứ ba là sẽ làm dưa leo, cà rốt. Thứ tư là sẽ có làm trái cây, da u. Thứ sáu là làm bánh mì que đó cô chú anh chị. Thứ năm là bánh mì que, thứ sáu là giống như cereal and food, cereal là giống như bột ngũ cốc ha cô chú anh chị. Rồi ở trường sẽ gửi cái thông báo luôn là cũng trong cái lá thư này nè, nhà trường cũng sẽ nói là tuần sau là sẽ dạy cái gì hết mọi người. Tuần sau là trẻ em sẽ được học cái gì ở trường, người ta cũng ghi ra hết cho mọi người cùng biết ha cô chú anh chị. Thì tuần sau là các em sẽ được học chữ cái, chữ M, chữ A và chữ S ha cô chú anh chị. Và trong tuần học mới này thì các bé mỗi ngày đi học về sẽ đem theo những cái thẻ giống như có chữ cái đó cô chú anh chị. Thì gia đình phụ huynh sẽ dạy em thêm ha. Thì Kim thấy ở bên này đi học á cô chú anh chị, nhà trường cũng rất là chu đáo, giống như là có lịch trình hết trơn hết mọi người. Thì cũng thông báo cho phụ huynh biết là trường đã dạy con em mình học những cái gì như vậy thì cũng tốt ha cô chú anh chị. Chi sao không cột tóc lên con? Rồi sao mở tóc ra màu sụ sụ vậy? Bà cô chú ơi, đây là bữa tối của Chi nè cô chú anh chị. Kim có cơm chiên trứng với cá chẽm chiên cho Chi đó. Bọn này của Kim nè, cũng vậy luôn. Kim có thêm nấm đó mọi người. Chi nó không có ăn nấm cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị nha. Mới ăn cá đúng không? Trời ơi, ăn giỏi quá. Ngon dữ lắm hả chị? Ngon hả con? Mình đang lại sơ sơ lên cướp. Ừ, cướp. Cơm ngon không? Ừ. Ngon lắm. Ngon quá hả? Ăn dưa, cà chua đi.
Đây là cái khoảng thời gian thích nhất của Chi Chi trong ngày nè cô chú anh chị, được tắm bồn hả mọi người. Ở bên này thì bình thường là sẽ tắm mỗi ngày ha cô chú anh chị, nhưng mà khi mà vào đông á thì khoảng 2 ngày mới tắm cho trẻ con một lần cô chú anh chị, tại vì rất là lạnh luôn mọi người. Một ngày tắm bồn, còn một ngày thì sẽ cứ rửa tay rửa mặt rồi lau khăn ấm qua thôi mọi người, chứ không có tắm mỗi ngày.